hai ba phẩm phó trúc lại nữa thiện hiện nếu các bồ tát nghe thuyết nghĩa thú của bát nhã ba la mật đa sẽ tin hiểu không nghi không ngờ chẳng mê mờ chẳng hoang mang chỉ nghĩ lý thú như phật đã dạy tất nhiên quyết định không điên đảo các bồ tát này quyết định sẽ ở chỗ phật bất động và chỗ các đại bồ tát nghe tất cả bát nhã ba la mật đa đối với nghĩa thú sâu xa có thể tin hiểu tin hiểu rồi siêng năng tu phạm hạnh sẽ được an trụ địa vị bất thối truyền an trụ địa vị này rồi mau chứng bồ đà. thiện hiện nên biết nếu các bồ tát chỉ nghe ban nhã ba làm mật đa còn được vô biên công đức lợi ích thù thắng uống là hết lòng tin hiểu y như lời dạy tu hành thì các bồ tát này gần nhất thiết trí an trụ chân như mau chứng bồ đà, tuyên thuyết pháp yếu khi ấy thiện hiện bạch phật bạch thế tôn pháp lìa chân như không thể riêng đắc thì nói pháp nào gần nhất thiết trí an trụ chân như người nào chứng bồ đề người nào thuyết pháp yếu phật bảo thiện hiện đúng như vậy đúng như vậy pháp lìa chân như hoàn toàn không thể đắc. thì nói những pháp nào gần nhất thiết trí có thể an trụ chân như mâu chứng bồ đề tuyên thuyết pháp yếu Từ tánh chân như còn chẳng thể đắc, uống là có pháp khác có thể tạo tác nhưng vì thuận theo thế tục nên nói như thế trời đế thích bạch phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như thế lý thú sâu xa rất khó tin hiểu nếu các bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa tùy biết các pháp đều chẳng thể đắc nhưng cầu quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề muốn tuyên thuyết pháp yếu cho hữu tình là việc làm rất khó các chúng bồ tát nghe nói lời này tâm chẳng chìm đắm không nghi không ngờ chẳng mây mờ cũng chẳng hoang mang thì việc như thế rất là hy hữu bây giờ thiện hiện vào trời đế thích. Như lời ông nói, các chúng Bồ Tát nghe nói lời này, tâm chẳng chìm đắm, không nghi không ngờ, chẳng mê mờ cũng chẳng hoang mang vì việc như thế rất là hy hữu.